Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tính đến hết năm 2023, có doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu doanh nghiệp hơn 52.400 tỷ đồng. Trong đó, số nợ chậm chưa thanh toán đúng hạn gốc, lãi cho trái chủ là hơn 17.200 tỷ đồng. Số liệu trên được Bộ Tài chính nêu tại báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023 và 2024, vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành trước khi báo cáo chính phủ. Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, 24 doanh nghiệp có liên quan tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn. Tổng số vốn các doanh nghiệp này đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động là hơn 138.200 tỷ đồng, trong đó giá trị đã thanh toán nợ gốc hơn 85.700 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu của các doanh nghiệp có liên quan tới Vạn Thịnh Phát thời điểm cuối năm 2023 còn hơn 52.400 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư An Đông nợ hơn 24.960 tỷ đồng, Bông Sen 4.800 tỷ đồng, đầu tư Quang Thuận 7.500 tỷ đồng, đầu tư và phát triển Sài Gòn hơn 6.570 tỷ đồng. Các doanh nghiệp khác còn dư nợ dưới 5.000 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp đang chậm thanh toán lãi và gốc cho trái chủ với số nợ chậm thanh toán lên tới 17.210 tỷ đồng. Trong đó đa phần là của đầu tư An Đông hơn 16.430 tỷ đồng. Các công ty khác khoảng 83,2 đến 391,4 tỷ đồng. Báo cáo cũng cho thấy trong số trái phiếu đã phát hành có 3 đáo hạn năm nay giá trị 20.100 tỷ đồng. Trong đó hơn một nửa có trái chủ là nhà đầu tư cá nhân hơn 16.000 người. Trong số 3 doanh nghiệp liên quan tới Vạn Thịnh Phát có trái phiếu đáo hạn trong năm 2024, Bộ Công an đã thông báo tìm người bị hại liên quan tới mã trái phiếu ADC 2019.01 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông. Đối với mã trái phiếu này, Bộ Tài chính cho hay việc thanh toán sẽ phụ thuộc vào tiến độ điều tra mở rộng vụ án liên quan đến trái phiếu và khả năng thu hồi tài sản của doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố trong vụ án. Bộ Tài chính đánh giá sau vụ việc ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị mất niềm tin và thanh khoản. Nhiều nhà đầu tư bán tháo trái phiếu hoặc yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn. Ngày 22 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cùng 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Vào tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và kết án các bị cáo trong vụ án với các tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, buôn lậu, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của các cơ quan tổ chức, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Cũng tại bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo hội đồng xét xử, bà Hạnh là người chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho Thủ Đức House đối với 15 kỳ từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019 trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thủ Đức House áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho nhà nước 331 tỷ đồng. Ngoài ra, chung vụ án, loạt bị cáo là cựu cán bộ thuế là Nguyễn Phương Nam, cựu công chức chi cục thuế quận 3, Đào Thị Nga, cựu công chức chi cục thuế quận 1 và Ngô Huỳnh Lũy, cựu công chức chi cục thuế quận 5, cùng phạm vào tội nhận hối lộ. Trong đó bị cáo Nguyễn Phương Nam nhận hối lộ 6,1 tỷ đồng, bị phạt 12 năm tù. Bị cáo Đào Thị Nga nhận 776 triệu đồng, bị phạt 4 năm tù và bị cáo Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng, bị tuyên phạt 4 năm tù. 7 bị cáo nguyên là cán bộ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cũng bị phạt từ 2 năm đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nội dung vụ án từ năm 2016 đến 2020, Trịnh Tiến Dũng đang trốn truy nã là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối thông qua sản xuất,
sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, thực hiện việc mua bán, nâng giá lên nhiều lần để chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng. Dũng và đồng phạm sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty ma, thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty Thủ Đức House, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước, sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do Dũng điều hành. Khi nhận được tiền từ các công ty nêu trên, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức cá nhân, rút toàn bộ chiếm đoạt gần 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Vừa qua, người dùng mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một loạt địa điểm được định danh trên ứng dụng chỉ đường do Google phát triển Google Maps có tên kho báu Trương Mỹ Lan. Những địa điểm này nằm rải rác ở nhiều tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bến Tre. Theo tìm hiểu, không ít địa chỉ mang tên kho báu Trương Mỹ Lan trên bản đồ vốn là cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán ăn, cơ sở giặt sấy. Điển hình, khi tìm đến một địa điểm mang tên kho báu Trương Mỹ Lan tại phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức thì đây là một quán ăn. Anh Mạnh Cường, kỹ sư công nghệ thông tin cho biết Google Maps cho phép người dùng được thay đổi tên, vị trí hoặc các thông tin chi tiết khác của một địa điểm. Điều này đồng nghĩa các địa chỉ trên dễ dàng được người có tài khoản Google can thiệp theo ý muốn. Cũng theo anh Cường, việc người dùng mạng xã hội lợi dụng sức nóng từ vụ án Trương Mỹ Lan nhằm đu trend, câu like, câu view, tạo chú ý là hành vi đáng lo ngại, dễ gây lầm tưởng về vụ án khiến dư luận hoang mang. Anh Cường đề nghị các đơn vị hữu trách kể cả Google cần tra soát chứng chỉnh tình trạng này, tuân thủ nghiêm pháp luật. Trước đó, thông tin từ luật sư Giang Hồng Thanh là người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết đã có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng liên quan những thông tin lan truyền trên mạng xã hội sau phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo luật sư Giang Hồng Thanh, sau phiên tòa sơ thẩm xuất hiện đoạn clip lồng ghép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan. Đoạn clip này đã tạo cơn sốt, thậm chí đã trở thành trend xu hướng tạo viral, lan truyền, tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội và website như Zalo, TikTok, Facebook, Google, YouTube. Cụ thể, đơn đề nghị gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án Nhân dân TP.HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vụ 3 và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Nhận được văn bản kiến nghị của luật sư thì cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét xác minh thông tin để làm rõ clip này, đánh giá hậu quả có thể gây ra đối với gia đình bị cáo và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc một học sinh tiểu học tỉnh Yên Bái nói bị cô giáo sử dụng vũ lực tạo thành nhiều vết bầm tím trên mặt, Phòng đã có chỉ đạo đến nhà trường để làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với vụ việc. Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh vụ việc cô giáo có tác động với học sinh lớp 1 tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học và trung học cơ sở La Bán Tẩn, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải yêu cầu trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học và trung học cơ sở La Bán Tẩn tiếp tục khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ sự việc. Đồng thời, nhà trường cử đại diện thăm hỏi, bố trí người trực thường xuyên tại bệnh viện để phối hợp với gia đình chăm sóc học sinh trong thời gian điều trị. Vị lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải nói tạm đình chỉ công việc đối với cá nhân giáo viên đánh học sinh phục vụ điều tra vụ việc và phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý của nhà trường và trong thực hiện nhiệm vụ được giao của giáo viên đánh học sinh. Được biết, học sinh bị cô giáo đánh là em LTL, học lớp 1C, giáo viên được cho đã đánh em là cô GTS, cũng là giáo viên chủ nhiệm của em L. Hiện nay em L đang được điều trị tại Bệnh viện Trường Đức, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Về tình hình sức khỏe của em học sinh L, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết, bác sĩ kết luận em L chỉ bị ảnh hưởng phần mềm nhưng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện yêu cầu tiếp tục để cháu tại bệnh viện để theo dõi thêm. Trước đó, ngày 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã La Bán Tẩn nhận được thông tin phản ánh từ một phụ huynh tại bản Hấu Đề, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải về việc con gái đi học về với nhiều vết thương trên mặt. Bố mẹ gặng hỏi em nói bị cô giáo đánh, lập tức gia đình đã ghi lại hình ảnh và phản ánh lên nhà trường cũng như các cấp chức năng địa phương.
Đến ngày 20 tháng 4, chính quyền địa phương cùng gia đình đã đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Qua thăm khám ban đầu tại bệnh viện, em L bị thương phần mềm, học sinh bị đánh đang học lớp 1C và người liên quan đến vụ việc là cô GTS, giáo viên tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học và trung học cơ sở La Bán Tẩn. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc. Mới đây, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ phụ huynh đến trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình đánh cô giáo. Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Thạnh, lúc 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, cô N, 35 tuổi, giáo viên lớp 1A, tại điểm cây sao thuộc trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình, dùng thước tác động 5 lần vào phía bên tay trái của một học sinh nam. Nguyên nhân là trong giờ toán, học sinh này không chịu làm bài, không chịu giơ tay thực hiện phép tính, không thực hiện cộng trừ theo hướng dẫn của cô N. Sau khi tác động vào tay học sinh bằng thước, cô N cảm thấy có lỗi nên liên lạc nhiều lần với mẹ em này để xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Ngay khi tan trường, cô N đứng ở cổng trường chờ chị gái của nam học sinh để xin lỗi và được người này đồng ý. Tuy nhiên, lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của nam học sinh bị đánh là bà S cùng hai người khác, một nam một nữ, đến trụ sở chính của trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình tấn công cô N. Trước sự chứng kiến của nhiều thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường, cụ thể bà S la lớn, tại sao cô đánh con tôi, rồi bạt tai cô N không phản kháng. Trong lúc đó, hai người đi theo bà S cũng định vừa quay clip vừa xông vào tấn công cô N, nhưng được hiệu trưởng nhà trường và các đồng nghiệp cô N cắt ngăn. Ngày 6 tháng 4, Ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình ra quyết định kỷ luật cô N với hình thức khiển trách và luân chuyển đến trường khác để giảng dạy. Phía phụ huynh của nam học sinh bị đánh yêu cầu cô N phải đến gia đình họ để nói chuyện thì sẽ không truy cứu nữa. Ngày 3 tháng 4, gia đình bà S đã đưa nam sinh H đến trung tâm y tế huyện Tân Thạnh để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán cháu H bị chấn thương phần mềm, rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, gia đình phát hiện cháu H bị xây sát vùng da vai trái, bàn tay trái, cẳng tay có nhiều vết bầm, hàm trái của cháu sưng đỏ. Bác sĩ đã kê đơn thuốc và cho cháu H điều trị ngoại trú. Về phía cô N, ngày 8 tháng 4 phải nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và nằm viện. Đến nay, sức khỏe đã tạm ổn. Nam học sinh bị cô N đánh cũng đã đi học lại bình thường. Ông Lê Thanh Đông cho biết thêm, cô N đã cùng đoàn công tác của huyện đến nhà phụ huynh nói trên để làm việc. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh cũng đã có báo cáo toàn bộ vụ việc về Sở Giáo dục Đào tạo Long An. Riêng công an huyện này đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phụ huynh đánh cô giáo N. Sau khi thông tin vụ việc trên được loan truyền, nhiều người cho rằng phụ huynh đánh giáo viên ngay tại trường, dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng về phía nhà trường cũng cần phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cô giáo N. Sau khi bản án với các bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các bên liên quan được công bố tại phiên tòa, hội đồng xét xử cũng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất với cơ quan điều tra, Bộ Công an, Viện Kiểm sát về một số vấn đề cần làm rõ trong quá trình điều tra trong giai đoạn 2. Trong số đó, hội đồng xét xử đề nghị Cục 03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại Ngân hàng SCB. Các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý đúng quy định. Các kỳ báo cáo tài chính của SCB được công bố cho thấy đều do các công ty kiểm toán lớn kiểm toán báo cáo tài chính, trong đó từ năm 2012 đến nay, lần lượt Ernst & Young Việt Nam, Deloitte và KPMG đã thực hiện kiểm toán cho SCB. Chục năm đều do các công ty kiểm toán lớn thực hiện, nhưng không phát hiện sai phạm. Tuy vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vấn đề được phát giác cũng bởi một trong số các công ty kiểm toán này. Cụ thể, khi vụ Vạn Thịnh Phát được điều tra, SCB bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu SCB thuê tổ chức kiểm toán độc lập ra soát đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của ngân hàng. Bên được thuê lại là cái tên quen thuộc, kiểm toán KPMG. Ngày 31 tháng 5 năm 2023, công ty kiểm toán KPMG chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phát hành báo cáo kiểm toán độc lập, báo cáo rà soát đánh giá thực trạng tài chính hợp nhất, xác thực vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của ngân hàng SCB và các công ty con vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Kết quả kiểm toán xác định, ngân hàng SCB âm vốn chủ sở hữu 443.769 tỷ đồng, lỗ lũy kế 464.547 tỷ đồng.
Hàng chục năm, nhóm Big Four không phát hiện vấn đề. Chỉ vài tháng sau khi sự việc vỡ lở, KPMG được thuê soát xét và đã ra vấn đề. KPMG và Deloitte là hai trong số những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, được xếp chung vào nhóm Big Four. Công ty kiểm toán lớn nhất thế giới bao gồm cả Ernst & Young, EY và PwC. Đây cũng là hai trong số công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho SCB. KPMG đặt trụ sở chính tại Amstelveen, Hà Lan, cung cấp dịch vụ tại hơn 140 quốc gia. KPMG Việt Nam thành lập năm 1994. Deloitte được thành lập tại Anh, có trụ sở chính tại London. Mạng lưới Deloitte hoạt động khắp thế giới. Theo đó, Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng PCAOB của Mỹ đã áp đặt các hình phạt dân sự đối với các chi nhánh của KPMG và Deloitte, hai trong số bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới Big Four. Trong thông báo, Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng của Mỹ cho biết đã áp đặt mức phạt 25 triệu đô la Mỹ đối với KPMG chi nhánh Hà Lan do hành vi gian lận nghiêm trọng trong các bài thi nghiệp vụ tại công ty trong giai đoạn 2017-2022. Đây là mức phạt lớn nhất trong lịch sử cơ quan quản lý kiểm toán Mỹ. Chủ tịch PCAOB Erica Williams cho biết, ủy ban này cũng đã cấm vĩnh viễn cựu giám đốc bộ phận bảo hiểm của KPMG Hà Lan, ông Max Hogebum, làm việc cho bất kỳ công ty nào thực hiện kiểm toán các công ty đại chúng của Mỹ. Ngoài ra, PCAOB đã phạt 2 triệu đô la Mỹ đối với các chi nhánh của Deloitte ở Indonesia và Philippines vì vi phạm các quy tắc và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của ủy ban này liên quan hành vi gian lận trong các bài thi nghiệp vụ nội bộ. Ủy ban cũng xử phạt Will Bredo Banstaya, một quan chức hàng đầu của Deloitte Philippines, về hành vi này. Hành vi gian lận trong các bài thi nghiệp vụ đã gây khó khăn cho công tác kiểm toán trong nhiều năm qua. Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan, hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù tất cả 18 bị cáo nguyên cán bộ Ngân hàng Nhà nước, trong đó phạt tù chung thân bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ngoài án tù, bản án còn tuyên tịch thu 4,8 triệu đô la Mỹ mà quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra đang tạm giữ của bị cáo Nhàn. Bản án tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp tiếp số tiền tương đương 400.000 đô la Mỹ để tịch thu xung vào ngân sách nhà nước. Hai khoản tiền nêu trên tương đương 5,2 triệu đô la Mỹ mà bà Nhàn đã nhận hối lộ từ SCB. Ngoài số tiền phải trả lại như nêu trên, bản án còn tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt số tiền 100 triệu đồng. Theo hội đồng xét xử, trong quá trình thanh tra tại SCB, bà Nhàn có hai lần gặp gỡ trao đổi với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về thực trạng và sai phạm tại SCB. Lần đầu, bà Lan đề nghị bà Nhàn hỗ trợ sớm kết thúc thanh tra SCB để SCB được tiếp tục tái cơ cấu. Lần gặp thứ hai, bà Nhàn đề nghị Lan bán tài sản trả nợ các khoản vay cũ để không chuyển sang cơ quan điều tra. Sau khi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, đưa tại nhà riêng bà Nhàn và tại nơi bà Nhàn làm việc, bà Nhàn sửa kết quả thanh tra theo hướng không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, không chuyển cho cơ quan điều tra về các sai phạm của SCB. Tại phiên tòa trước đó, bà Nhàn khai lý do nhận số tiền là để bảo vệ gia đình vì thời điểm này thấy nhiều người liên quan đến vụ án chết. Nhiều lần liên hệ đưa lại tiền nhưng không thực hiện được. Hội đồng xét xử đã bác lời biện hộ này của bà Nhàn. Ngoài bà Nhàn, bản án còn tuyên 17 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Nhà nước là thành viên hoặc lãnh đạo đoàn thanh tra, tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước tại SCB như bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Hưng là người chỉ đạo giám sát đoàn thanh tra, chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo thanh tra, dù thanh tra đã làm rõ thực trạng tài chính của SCB không đủ điều kiện để tái cơ cấu, nhưng ông Hưng vẫn chỉ đạo xây dựng báo cáo không trung thực tài chính, không kiến nghị đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra, ông Hưng có nhận lợi ích để bỏ qua sai phạm, thỏa mãn yếu tố vụ lợi. Bản án tuyên ông Nguyễn Văn Hưng 11 năm tù về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, các bị cáo Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước, Bùi Tuấn Khoa, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước, Vương Đỗ Anh Tuấn, cựu trưởng phòng thanh tra thuộc Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước và 13 bị cáo khác
nguyên là cán bộ Ngân hàng Nhà nước, là thành viên thanh tra giám sát tại SCB, bị tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 11 năm tù.